Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Amen! Bởi vì anh chị em biết rằng khi mà những đại bàng chơi với nhau thì những chuyện lớn sẽ xảy ra. Amen! Anh chị em có nhớ trong Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ mà khi mà Giăng và Phi-rơ, hai sứ đồ này khi mà đi vào đền thờ thì người què được chữa lành. Và tôi tin rằng khi mà những tôi tớ Chúa hiệp lại với nhau và sự sức dầu được nhân bội, anh chị em, và tôi tin rằng Chúa đang làm những điều lớn cho đất nước Việt Nam thông qua những đầy tớ Chúa này. Nhưng mà rất tiếc hôm nay không phải là dịp mà để tôi giới thiệu mục sư Huỳnh Quốc Khánh hay mục sư Dương Thành Long, mà tôi có cơ hội để giới thiệu một diễn giả rất là đặc biệt hôm nay. Và trước khi mà tôi được mời lên đây để mà giới thiệu diễn giả thì tôi thấy rằng tôi có một cái danh sách rất là dài. Và nói Chúa ơi, cái này giống như cái bản quảng cáo, con phải dùng ngôn ngữ của con mới được, chứ cái này nó giống commercial quá. Và tôi nghe đồn diễn giả rất được ơn của Chúa, được ơn sứ đồ, được ơn tiên tri, là người viết rất nhiều sách, được ơn của Chúa. Nhưng mà có một ơn mà ông không có, đó là ơn sống độc thân. Ông có ơn này. Do đó tôi xin được giới thiệu diễn giả của chúng ta, mục sư David, là người có vợ rất là xinh đẹp và cùng có con trai của ông là mục sư Steve, hôm nay cũng có mặt ở đây, cũng là diễn giả của hội đồng của chúng ta luôn. Và anh chị em có thấy một cái điều đặc biệt ở trong hội đồng này, đó là hai cha con, mục sư David, mục sư Steve cùng hầu vị Chúa chung với nhau. Mục sư Huỳnh Quốc Khánh và mục sư Senior cùng hầu vị Chúa chung với nhau. Và mục sư Dương Thành Lâm và... quý vị tự điền vô. Tôi rất là vui mừng để thấy thế hệ nối tiếp bắt đầu hầu vị Chúa, anh chị em. Và điều cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu về mục sư David, đó là ông là người đã sáng lập ra một vụ David Mark Rakin Ministry. Đây là một cái tổ chức từ thiện cơ đốc. Và ông đã điều hành tổ chức này. Ông đã là diễn giả của rất nhiều hội nghị và ở giảng dạy rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Và hôm nay chúng ta cùng nhau chào đón mục sư David để đến giảng lời Chúa cho chúng ta. Welcome Pastor David. Seated. It's a great joy to be here with you. Thật là một vinh hạnh rất lớn cho tôi được ở đây cùng với quý vị. This must be one of the highlights of my life. Đây là một cái điểm nhấn trong cuộc đời của tôi. I've been in the ministry for nearly 57 years. Tôi đã ở trong chức vụ gần 57 năm rồi. But this is amazing. Nhưng mà tôi thấy cái này quá tuyệt vời. And I want to thank Pastor Samuel for the courtesy of the invitation. Nên tôi muốn cảm ơn mục sư Lâm vì đã có lời mời cho tôi. And I want to thank my new friends Vin and Yen who have been so generous and kind to us. Và cũng cảm ơn một người bạn mới là người đã rất là hào phóng với chúng tôi, đã rất tử tế với chúng tôi. It is a great honor to be with you. Thật là vinh hạnh khi được ở đây cùng với quý vị. And especially on this occasion. Và đặc biệt trong cái trường hợp này. When God is launching a whole new era in the history of this nation. Khi Chúa đang bắt đầu một cái thời đại mới ở trên quốc gia này. I want to also thank two people that are not here. Tôi muốn quý vị cảm ơn hai người mà không có mặt trong hôm nay. My wife Margaret and Steve's wife Sally. Đó là vợ của tôi và vợ của mục sư Steve. Because their prayer and intercession is holding us up. Bởi vì lời cầu nguyện cầu thay của họ dâng trình chúng ta lên cho Chúa. The very first thing that came to my heart when I was praying for this occasion. Điều mà tôi đã được biết và tôi đã cầu nguyện cho cái trường hợp này was how much God's Father heart loves the people of Vietnam. Đó là tấm lòng của Cha dành cho Việt Nam rất là lớn. I believe he's celebrating today. I believe he is celebrating today.
Tôi tin rằng Chúa đang ăn mừng vì điều đó trong hôm nay. He's celebrating you. Ngài ăn mừng vì quý vị. Because the true overcoming spirit of the Christians in this nation. Bởi vì cái tinh thần mà bứt phá thật sự ở trên quốc gia này is what defeats the devil and exalts the Lord. Đó là chúng ta sẽ tôn cao Chúa của chúng ta. It's your daily courage in living for Jesus that will impact this nation. Đó là đời sống hàng ngày của chúng ta dành cho Chúa sẽ ảnh hưởng quốc gia này. And I have come to share a statement that I felt my father give to me for this occasion. Và tôi đến đây để chia sẻ một cái điều mà cha đã ban cho tôi trong cái hội nghị này. Because what God has done has been incredible. Bởi vì điều Chúa đã làm rất là tuyệt vời. But what God will now do will be even greater. Nhưng mà điều Chúa đang làm thậm chí còn lớn hơn nữa. So it's very important. Cho nên nó rất quan trọng. That when we look behind us, khi chúng ta nhìn ra phía sau chúng ta, we look with gratitude, với một cái thái độ, but we do not get anchored to it. Nhưng mà chúng ta biết ơn, nhưng mà chúng ta không có bám chặt vào cái quá khứ đó. Our anticipation now is for the future. Nhưng mà cái mong đợi của chúng ta ngay lúc này đó là tương lai. And I felt this phrase given to me by the Holy Spirit. Và tôi tin đây là cái từ ngữ, những cái điều mà Chúa ban cho tôi qua Thánh Linh của Ngài. That 2024 was the beginning of a new era. Đó là năm 2024 sẽ là sự khởi đầu của một thời đại mới. And so that you do not underestimate what God is doing right now. Để chúng ta không có xem thường điều mà Chúa đang làm ngay lúc này. I want to briefly tell you what an era really is. Tôi muốn cho quý vị biết thời đại nó có nghĩa là gì. A new era is not a new chapter. A new era is not just another chapter in the book. Một thời đại mới không có nghĩa chỉ là một cái chương sách ở trong một cái quyển sách nào đó đâu. It's not even another season. Cũng không phải là một cái mùa khác đâu. The dictionary says that a new era is a distinctive period of time that changes everything that comes after it. Nhưng mà cái trong từ điển á, cái thời đại có nghĩa là cái sự nhận biết một cách lạ thường về những điều đang xảy ra. This is not just another great happening. Đây không phải là một cái điều gì đó lớn xảy ra thôi. This is the birthing. Nhưng mà đây là điều mà nó sẽ sản sinh of a whole new era. Một cái thời đại mới. When they discovered steam as a source of power, it was the beginning of a new era. Khi mà họ tiếp nhận quyền năng, nó là một cái thời đại mới. Why? Tại sao? Because it changed everything that came after it. Bởi vì nó thay đổi mọi thứ xảy ra sau đó. In 1914, there was a world war. Năm 1914 có thế chiến xảy ra. But it was the beginning of a new era. Nhưng mà nó bắt đầu một cái thời đại mới. Why? Why? Tại sao? Because it changed everything that came after it. Bởi vì nó thay đổi những thứ xảy ra sau đó. And I believe that the combined unity in this room. Và tôi tin với sự hiệp nhất ở trong căn phòng này. With so many denominations. Có thể có nhiều hệ phái khác nhau. That unity. Cái sự hiệp một đó. Is breaking something open in the spiritual realm. Thì nó đã phá vỡ một cái gì đó trong thế giới linh. You are birthing something in the spirit that will be felt from this time on. Và quý vị đã sản sinh ra, khai sinh ra một cái gì đó ở trong linh của chúng ta từ bây giờ trở về sau. Do not underestimate it. Cho nên chúng ta đừng xem thường điều này. On the way here this morning, trên đường đến đây trong buổi sáng hôm nay, I was just talking with Brother Vin. Tôi có nói chuyện với anh Vin. And a story came into my mind. Và có một câu chuyện đến với tâm trí của tôi. And the Holy Spirit just said that I should share it with you. Và Thánh Linh phán rằng tôi sẽ chia sẻ câu chuyện này với quý vị. About 20 years ago, nhưng mà 20 năm trước, there was a young man in Melbourne, có một người trẻ ở Melbourne, of Indian birth,
sanh ra một người born in India, là được sanh ra ở tại Ấn Độ, but raised in Australia, nhưng mà được nuôi dưỡng lớn lên ở Úc. And I remember him telling me, và tôi nhớ cái người đó nói với tôi, God just spoke to me. God just spoke to me. Chúa phán với tôi. He said, plant 100,000 churches in India by 2030. Chúa nói với tôi rằng hãy mở 100,000 hội thánh ở tại Ấn Độ đến năm 2030 là có 100,000 hội thánh. Everybody thought it was crazy. Và mọi người nói điều đó là không thể. Even church leaders thought he was crazy. Ngay cả người lãnh đạo hội thánh cũng nói đó là không thể. And he's a very humble man. Nhưng mà ông là một người rất khiêm nhường. So he went to many leaders asking to be under their authority. Và ông đến với nhiều người lãnh đạo ở dưới thẩm quyền của họ. But every time he mentioned 100,000 churches, nhưng mà mỗi lần ông đề cập đến 100,000 hội thánh mới được mở ra, that was the end of the conversation. Thì dường như họ không muốn cuộc trò chuyện đó tiếp tục. But now it's 20 years later. Nhưng mà bây giờ là 20 năm sau. And now he has planted 46,000 churches. Và bây giờ người đó đã mở được 46,000 hội thánh. There has been lots of orphanages. Lots of orphanages. Có rất nhiều trại mồ côi. A hospital, rồi bệnh viện, a teacher's training college, rồi có những cái trường đại học huấn luyện được mở ra, multiple Bible schools, có nhiều trường kinh thánh. Steve and I have been over there. Tôi với con trai của tôi đã từng đến đó. And viewed it with our own eyes. Và chúng tôi đã nhìn thấy bằng mắt của mình. And out of one young man, chỉ một người trẻ, with a humble heart, với một tấm lòng khiêm nhường, available to God, sẵn sàng cho Chúa, 46,000 churches, thì đã mở ra được 46,000 hội thánh. Millions of people who now know Jesus. Có rất nhiều người không biết Chúa Giêsu. God is birthing something here in this room. Và Chúa đang sản sinh điều gì đó ở trong căn phòng này. We need to lift our faith even higher. Chúng ta cần nâng đức tin của mình cao hơn. And so I asked the Lord, cho nên, what is necessary for the birthing of a new era? Tôi cầu nguyện Chúa để Ngài cho một cái tà nhà mới được sản sinh ra. What part must we play? Vậy chúng ta đang đóng một cái vai trò nào? God can make a prophetic statement. Chúa có thể nói ra một cái câu nói đầy tính tiên tri. He can declare his will for this nation. Ngài có thể công bố ý muốn của Ngài cho đất nước này. But a prophetic statement, nhưng mà một câu tuyên bố mang tính tiên tri, is not what will happen automatically. Không phải là điều sẽ xảy ra một cách tự nhiên, tự động. It is what God intends to happen. Mà đó là ý định Ngài muốn nó xảy ra. Every time God declares his will and purpose, mỗi lần Chúa công bố ý muốn và mục đích của Ngài, there has to be a partnership. Thì nó phải có sự dự phần, cộng tác. You and I must respond to that word and play our part. Tôi và quý vị phải đáp ứng với lời đó và đóng vai trò dự phần của mình. And so it was that I asked the Lord, what are the key essential things he's looking for? Và tôi hỏi Chúa, Chúa ơi, đâu là những cái chìa khóa chính yếu cần thiết mà con phải tìm kiếm? And I was thinking things like mass evangelism. Có phải là một cái buổi truyền giảng thật là lớn không Chúa? And there certainly will be that. Và chắc chắn điều đó sẽ có. I was thinking about healing and deliverance. Rồi tôi nghĩ đến cái việc là phải có sự chữa lành, sự giải cứu. And there most certainly will be that. Và chắc chắn cũng sẽ có điều đó. But I was really surprised. Nhưng mà tôi rất là ngạc nhiên. When the Lord began to speak to me what he wanted me to say. Khi Chúa phán với tôi, Ngài muốn tôi nói cái điều này. You see, he's God is not limited in his power.
Chúa muốn tôi làm cái điều có quyền năng của Ngài. He's limited to those that he can choose for that power. Nhưng mà Ngài cũng bị giới hạn bởi cái người mà Ngài chọn để ban quyền năng đó. We think the person of great stature is the one to choose. We think the largest and the strongest is the one to choose. Và chúng ta thường nghĩ rằng cái người mà vĩ đại nào đó là cái người mà Chúa sẽ chọn. But when you look in scripture, nhưng mà khi chúng ta xem trong Kinh Thánh, and God wanted to do something incredible, và khi thấy Chúa làm những điều lạ lùng, he always chose the least likely. Thì Ngài luôn chọn những cái người nhỏ bé. He didn't choose the big and the strong sons of Jesse. Ngài không có chọn cái người mà cao to lớn ở trong gia đình của Jesse. He found this humble-hearted young man looking after the sheep. Nhưng mà Ngài lại chọn có một tấm lòng khiêm nhường đang chăn chiên. When he went looking for a prophet in Israel. Khi mà Ngài tìm kiếm những tiên tri ở trên đất này. He chose a young boy called Samuel. Ngài chọn một cái cậu bé tên Samuel. Always God is looking for the heart. Chúa luôn tìm kiếm những người có tấm lòng. When that young man told me about his vision for India. Khi cái người trẻ tôi nói khi nãy nói về cái khải tượng của mình cho Ấn Độ. He had never ever preached. Người này chưa bao giờ giảng. He had no biblical training. Chưa có từng trải qua lớp huấn luyện kinh thánh nào. No wonder they thought he was crazy. Và có nhiều người nghĩ người này chắc không bình thường. But God saw something. Nhưng mà Chúa đã chọn. He saw his heart. Ngài nhìn thấy tấm lòng của người trẻ đó. God is looking for hearts that are soft and humble and teachable. Chúa đang tìm kiếm những tấm lòng mềm mại, khiêm nhường và có thể chịu học hỏi. There's no clock. I'm the sort of preacher, once I get going, you're really going to have to stop me at some stage. Tôi sẽ giảng rất là say mê, nên nếu mà hết giờ quý vị phải cho tôi biết để tôi dừng lại. I said, what are the keys, Lord? Tôi nói, Chúa ơi, một trong những chìa khóa là gì? I have six keys. Tôi có sáu cái chìa khóa. They're not keys about miracles. Không phải là những chìa khóa về phép lạ đâu. They're keys about the heart that God will do miracles for. Nhưng mà chìa khóa cho những tấm lòng mà Chúa sẽ làm phép lạ. The first one I'm going to spend quite a long time on. Một cái chìa khóa mà tôi đã từng trải qua cũng khá lâu. The others will be less time. Và những cái chìa khóa còn lại, một cái chìa khóa mà nó mất thời gian nhiều hơn, nhưng mà những chìa khóa còn lại thì cần ít thời gian để nói hơn. That's because the first one is the foundation for everything else. Bởi vì cái chìa khóa đầu tiên chính là nền tảng cho những cái chìa khóa khác. If the core isn't right, anything that comes out of the core won't be right. Bởi vì cái cốt lõi mà nó đúng thì những cái sản sinh ra nó sẽ đúng. So here it is. Chìa khóa đó là gì? In my estimation, theo như cái đánh giá của tôi, it is the most important revelation a Christian can have. Đây là cái điều quan trọng nhất, cái sự mặc khải quan trọng nhất mà một cơ đốc nhân có thể có. For the first 30 years, trong 30 năm đầu của tôi, of my Christian life and ministry, của đời sống đi theo Chúa cũng như trong chức vụ, I was gifted, but I was very insecure. Tôi thấy có một cái sự bất an, không có an ninh ở trong mình. And that limited God. Và chính điều đó giới hạn Chúa. But one day he said something to me. Nhưng mà một ngày kia Chúa phán với tôi. That changed my life forever. Và nó đã thay đổi phần đời còn lại của tôi. And the reason why our ministry has gone global. Và cái lý do mà chức vụ của chúng tôi đã mang tính quốc tế. The reason why we've raised up many ministries. Cái lý do mà chúng tôi có thể phát triển nhiều chức vụ. Is not because I'm gifted. Không phải bởi vì tôi tốt đâu. It's because of this statement that God spoke to me. Mà đó là bởi cái câu mà Chúa đã phán với tôi.
And this is what he said. Và đây là điều Chúa phán. I am not like a father to you. Ta không có giống như một người cha đối với con. I am your father. Ta là cha. You're actually my son. You're actually my son. Con thực sự là con của ta. When the revelation of who you really are goes from your head to your heart, you'll be changed forever. Khi cái sự mặc khải về chính con người chúng ta từ trong đầu này mà nó xuống được tấm lòng của chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn. I think one of the things that we have discounted over the years. Tôi nghĩ đây là điều mà chúng ta đã hạ thấp nó trong những năm tháng qua. Is the amazing miracle that actually took place when we became born again. Cái phép lạ lớn lao lạ lùng xảy ra kể từ khi chúng ta được tái sinh. Being born again has become just a term we use. Chúng ta được tái sinh trở thành cái gì đó. But it literally did happen. It literally happened. Literally, actually, it actually happened. Being born again. Khi chúng ta được tái sanh, đó là điều đã thực sự xảy ra. In 1 Peter 1:23. Ở trong Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 21. It says having been born again not of corruptible seed but incorruptible seed through the word of God which lives and abides forever. Dạ, Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 23. Anh em đã được tái sinh không phải bởi hạt giống dễ hư hoại nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại. Đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. So I want you to notice. Nên tôi muốn quý vị lưu ý điều này. The impregnation, cái sự tái sinh, is the word that abides forever. Or literally the eternal word. Nó có nghĩa là đó nghĩa là được mua một cách đời đời. John 1:14 says that the eternal word was made flesh and Jesus came. Và ở trong Giăng đoạn 1 câu 14 nói rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt. The eternal word was part of the Godhead from eternity to eternity. Và lời đời đời đó là một phần ở trong Đức Chúa Trời ba ngôi. But one day that eternal word và một ngày kia cái ngôi lời đời đời đó was taken by the Holy Spirit and impregnated Mary's womb. Được Đức Thánh Linh đặt vào ở trong tử cung hay là bụng của bà Mary. Listen for it. Chúng ta lắng nghe. No physical transaction took place. Nothing physical happened. Không có một cái sự gọi là quan hệ thể xác giữa con người với nhau. God is spirit. Bởi vì Đức Chúa Trời là thần linh. It was a Holy Spirit transaction. Mà nó là một cái sự kết hợp của Thánh Linh. The Holy Spirit was birthed inside of a human womb and a son was born. Bởi vì Thánh Linh đã đặt để ở trong tử cung đó và con trai đã ra đời. And according to the scripture that we just read, và theo như câu kinh thánh chúng ta mới đọc, when you were born again, khi chúng ta được tái sinh, the Holy Spirit, thì Thánh Linh was birthed in a human heart, để sinh ra ở trong lòng của con người. And a son was born. Sản sinh ra ở trong lòng con người và a daughter was born. Và một con trai đã ra đời. God is not wanting to be just God Almighty. God is not wanting to be known just as God Almighty. Chúa không phải chỉ một đấng toàn năng thôi. He is God Almighty. Đúng, Ngài là đấng toàn năng. He is to be worshipped.
Ngài đáng để được thờ phượng. But he wants far more. Nhưng mà Ngài còn vượt xa hơn những điều đó nữa. He's wanted it since the beginning of time. Ngài có từ lúc trước khi có thời gian. When he created Adam and Eve, khi Ngài tạo dựng nên Eva, Adam và Eva, he breathed into them. Thì Ngài hà hơi vào họ. And a son and a daughter were born. Thì có những đứa con trai và con gái đã được sanh ra. He was always wanting to be a father. Ngài luôn luôn muốn là một người cha. That's why the Bible says. Đó là lý do mà Kinh Thánh nói. That Jesus was the firstborn of many. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu là con đầu lòng của rất nhiều người con. I'm not suggesting that we're all God. Tôi không có nói rằng tất cả chúng ta đều là Chúa đâu. That would be heresy. Nếu mà tôi nói tất cả đều là Chúa là thần thì đó chỉ là tà giáo. But I am saying that my father, nhưng tôi nói rằng cha của tôi wants me to know him as a father. Muốn tôi biết Ngài như một người cha. Now, by God's sheer grace, I send prophetic words to various spiritual leaders around the world. I'll rephrase that. Sometimes God will speak to me prophetically about a certain leader. Đôi khi Chúa phán với tôi một cách tiên tri về một người lãnh đạo tinh thần đầy tớ nào đó. And it will become very significant for them. Và nó trở nên điều rất ý nghĩa và quan trọng với họ. And they automatically assume. Và ngay tức thì họ phỏng đoán, họ cho rằng that I must have got that word on my knees in my prayer room. Tôi nhận được cái lời đó chắc chỉ ở trong phòng cầu nguyện khi tôi quỳ gối thôi. And some of them do come that way. Đúng là có một số lời tiên tri đến theo cách đó. But a lot of them come very differently. Nhưng mà rất nhiều lời tiên tri đến hơi khác. I'm walking through the Australian bush with kangaroos and my father is talking to me. Tôi đến ở những cái nơi có nhiều cái cây cối ở tại Úc và có những con kangaroo và Chúa phán với tôi theo cách đó. We have got to take the religion out of our experience with our father. Chúng ta cần phải có một cái cách của mình để mà có thể kinh nghiệm cha của chúng ta. Để ra khỏi một cái tôn giáo. If we can grasp this, it will change our lives. Nếu chúng ta hiểu được điều này, nó sẽ thay đổi cuộc đời chúng ta. The firstborn of many. Ngài là con đầu lòng của rất nhiều người. Not talking about the divinity of Jesus. Không có nói về thần tính của Chúa Giêsu. But in every other way. Nhưng mà theo những cái điều khác, cách khác. How he related to his father was a pattern for us. Cái cách mà Ngài liên hệ với cha chính là khuôn mẫu cho chúng ta. The intimacy. Sự thân mật, thân thiết. The spontaneity of his conversations. Một cái sự tự nhiên trong cái việc trò chuyện với cha. The depth of his love and affection. Và cái tình thương mà Ngài nhận được trong cái mối quan hệ đó. Jesus was modeling something for us. Chúa Giêsu chính là tấm gương cho chúng ta. When I read that First Peter scripture, khi tôi đọc cái câu kinh thánh ở trong Phi-rơ nhất đó, one day about 20 years ago, thì một ngày nọ khoảng 20 năm trước, I had read it many, many, many times. Tôi đã đọc rất nhiều lần. But one day I understood it. Nhưng mà một ngày kia tôi hiểu được. I am born of his incorruptible seed. Tôi được sanh bởi hạt giống không hư nát, không hư hoại. When a natural father, I'm a father.
Khi người cha trên đất của chúng ta, tôi là một người cha. And I have a son, Steve. Và tôi có con trai là Steve. People often say, thì người ta thường nói, gee, you're like your dad. Ồ, giống ba anh quá. Why? That's not strange. Cái đó đâu có gì lạ, đúng không? Why? Tại sao? Because he carries my DNA. Bởi vì con trai tôi mang cái ADN của tôi. Well, I'm born of my father's seed. Vậy thì nếu tôi được sanh bởi hạt giống của cha tôi, I carry his DNA. Thì tôi mang lấy ADN của Ngài. And if we truly believe that, và nếu quý vị thật sự tin điều này, it would take the striving out of our Christian life. Thì nó sẽ cất bỏ nhiều điều ra khỏi cái cất cái nỗ lực mà chúng ta cố gắng trong đời sống Cơ Đốc mỗi ngày. For so many years, bởi vì trong nhiều năm, I tried and tried and tried to be a good Christian leader. Tôi đã cố gắng nỗ lực để trở thành người lãnh đạo Cơ Đốc tốt hơn. And it almost killed me. It almost killed me. Và nó gần như giết chết tôi. I don't try anymore. Tôi đã không cố gắng nữa, không nỗ lực nữa. I wake up every morning. Tôi thức dậy vào buổi sáng with one passion. Với một cái lòng đam mê nhiệt huyết. I want to please my father. Đó là tôi muốn làm cha tôi vui lòng. I want to see him smile. Tôi muốn nhìn thấy cha tôi cười. It's not a religious exercise. Nó không phải là một cái hoạt động hay là cái gì đó mang tính tôn giáo. I carry his DNA. Bởi vì tôi mang lấy ADN của Ngài. I expect to live in a manner that pleases him. Tôi được mong đợi phải sống theo cách mà làm Ngài hài lòng. Steve doesn't try to be my son. Con trai tôi là Steve cũng đâu cố gắng để làm con trai của tôi đâu. He is my son. Thực sự là con của tôi mà. And I'm his. Thì tôi đối với Ngài cũng như vậy. You're his son. Tôi là con trai của Ngài. You're his daughter. Quý vị là con trai, con gái của Ngài. The Holy Spirit just spoke to me. Thánh Linh phán với tôi. When I used the word daughter, khi tôi sử dụng cái từ con gái, I don't want to say anything that might not be culturally correct. Tôi không muốn nói điều gì đó mà nó ảnh hưởng trong cái vấn đề văn hóa. But I see some of the most significant kingdom grace and anointings being on the women folk. Đó là bởi vì tôi thấy có một cái sự sức dầu đầy ân điển ở trên những cái người nữ ở trong căn phòng này. I believe it's a significant part of the future. Tôi tin đó là một điều rất là ý nghĩa và quan trọng. You see, true authority does not come from a church title or from hard work. Chúng ta thấy rằng cái uy quyền thật nó không đến từ cái tên hay cái danh xưng nào đó. It comes from knowing I am living in intimacy with my Father and I am fully surrendered to His will. Đó là nó đến từ việc tôi có mối quan hệ thân thiết với Ngài và thật sự hoàn toàn đầu phục Ngài. God doesn't call us to partial surrender. Ngài không muốn chúng ta chỉ đầu phục một phần nào đó. There is no such thing. There's no such thing as part of me surrendering. Không có việc mà chúng ta chỉ đầu phục một phần. I am either surrendered to the will of my father or I'm not. Một là tôi hoàn toàn đầu phục cha của tôi hoặc là không. It doesn't depend on logic. Nó không có lệ thuộc vào cái việc hợp lý hay không. It doesn't depend on reason. Nó không có việc chúng ta lý luận. It depends on a responsive heart to the voice of the Holy Spirit. Nó lệ thuộc vào một tấm lòng đáp ứng với tiếng phán của Ngài. Miracles are not a challenge to God. Phép lạ đối với Chúa không phải là một thách thức. A listening heart
is the challenge. Nhưng mà một tấm lòng biết lắng nghe Ngài lại là một thách thức đối với Ngài. An obedient heart is the challenge. Một tấm lòng vâng phục, đầu phục Ngài lại là một thách thức đối với Ngài. And just as there are natural laws like the law of gravity, just as there are natural laws, giống như là một cái lực hút trái đất vậy. The law of gravity, theo như cái trọng lực của Chúa, quy luật của Chúa, says, Chúa nói, if I step off here, nếu mà tôi bước ra khỏi đây, I'm gonna crash, thì tôi sẽ bị thương. It's got nothing to do with personality. Nó không có liên quan gì đến cái tính cách, tính phẩm chất. There's của tôi. A law involved. Chỉ là bước ra là té thôi. The kingdom of God operates under spiritual laws. Thì vương quốc của Chúa cũng vận hành ở trong cái quy luật thuộc linh của Ngài. And in Matthew chapter 8, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8, there's a story of a Roman centurion that came to see Jesus. Thì có câu chuyện nói về một người thầy đội đến gặp Chúa Giê-xu. His servant was very sick. Con trai của người này bị bệnh rất nặng. And he asked Jesus to come and heal him. Và người này đến gặp Chúa xin Chúa chữa lành. Jesus said he would come. Chúa nói Ngài không thể đến được. But then the centurion said something very significant. Nhưng mà cái người thầy đội này nói một điều rất là quan trọng. He had a moment of revelation. Ông có một cái sự mặc khải trong cái khoảnh khắc đó. And he said, you don't have to actually go there, you can just speak your word and it will be done. Thì ông nói rằng thực ra Ngài không cần có mặt ở tại nhà của tôi, Ngài chỉ cần nói một lời thôi thì đứa con của tôi được lành. But what he said next astounded Jesus. Nhưng mà cái điều ông nói tiếp theo đó làm Chúa ngạc nhiên hơn. He said, because I too am a man under authority, and when I say go, they go. Bởi vì tôi là một người ở dưới thẩm quyền, khi tôi nói rằng người này đi thì người đó phải đi. The Bible says that Jesus marveled. Và Kinh Thánh nói Chúa Giêsu rất là ngạc nhiên. And he said, this Roman centurion knows exactly how my kingdom works. Chúa nói rằng cái người thầy đội này biết cái cách vận hành ở trong vương quốc của ta là như thế nào. I haven't seen faith like this anywhere in Israel. Ta chưa từng thấy một người nào có đức tin như vậy ở trên đất này. And that included his disciples. Và khi Ngài nói như vậy bao gồm luôn cả các môn đồ của Ngài. The Roman centurion knew a principle. Cái người thầy đội La Mã này sử dụng những cái nguyên tắc. That the authority you're under determines the authority you carry. Nguyên tắc đó là chúng ta ở dưới cái thẩm quyền thì nó sẽ quyết định cho việc chúng ta mang lấy hay là có một cái thẩm quyền thật. He knew that because he was fully submitted to Caesar, his own word then carried the authority of Caesar. Bởi vì người này ở dưới thẩm quyền của Caesar nên người này mang lấy cái thẩm quyền mà Caesar ban cho mình. And when he saw Jesus doing miracles and speaking with authority, thì ông cũng nhìn thấy Chúa Giêsu đã làm những điều rất là lạ lùng, nhiều phép lạ. He knew immediately, thì ông ngay tức thì hiểu, that Jesus must be under a greater authority, rằng Chúa Giêsu phải ở dưới một cái thẩm quyền nào đó rất là lớn. It's not the loudness of our voices that scare the devil. Không phải cái điều chúng ta làm là nói la hay là la hét thật là lớn thì ma quỷ nó mới sợ đâu. It's whether or not we live under divine command. Vấn đề là chúng ta có sống ở dưới cái thẩm quyền đó hay không. It's not your authority. Không phải là thẩm quyền của chúng ta. It's his. Mà là thẩm quyền của Ngài. And as we are fully submitted to his authority, khi chúng ta hoàn toàn đầu phục thẩm quyền của Ngài, every demon in hell knows that we then carry that authority. Thì tất cả ma quỷ ở dưới đất này và âm phủ đều biết rằng chúng ta mang lấy thẩm quyền đó.
We not only carry that authority. Chúng ta không phải chỉ mang lấy thẩm quyền đó thôi. But we carry it as a royal son and a royal daughter. Mà là chúng ta mang lấy thẩm quyền đó với tư cách là con trai con gái của Ngài. Everything Jesus did. Mọi điều Chúa Giêsu đã làm was a declaration of how we should live. Là một cái lời công bố tuyên bố theo mà cái cách chúng ta phải sống. It's the way that life should have been. Là cái cách mà chúng ta phải sống cuộc đời của mình. I say again. Tôi muốn nhắc lại. It's not your title that will ever impress God or the devil. Không phải cái chức danh của chúng ta làm cho Chúa ấn tượng hay là khiến ma quỷ sợ đâu. It's whether you live in intimacy with your Father and are fully surrendered to His will. Vấn đề là chúng ta có sống ở trong mối quan hệ thân thiết với Ngài và hoàn toàn đầu phục Ngài hay không. You say amen. Amen. You see, even Jesus. Chúng ta thấy ngay cả Chúa Giêsu. Though He was the Son of God. Though He was the Son of God. Dù Ngài là con của Đức Chúa Trời. Was limited. Nhưng cũng có giới hạn. Really? Thật sao? Jesus was limited. Chúa Giêsu bị giới hạn sao? Because He said so. Bởi vì Ngài nói như vậy. He said, "Only as I hear can I judge." Bởi vì ta chỉ làm những điều ta nghe. Only when I see my Father's will can I then perform that will and miracles. Cho đến khi ta nhận lấy ý muốn của Cha thì ta mới làm. The greatest need for the church today. Cái nhu cầu rất lớn cho hội thánh ngày hôm nay. Is not big titles. Không phải là làm cho cái danh của mình phải được nổi tiếng. Or highly gifted people. Hay là những người có nhiều ân tứ. It's people that know. Mà là người biết. That they are a son or a daughter of their Father. Biết rằng họ là con trai con gái của Đức Chúa Trời. They are empowered by His Holy Spirit. Và được ban năng quyền bởi Đức Thánh Linh. And as they walk in submission to His voice. Và khi họ bước đi trong sự đầu phục Ngài. They carry His authority. Thì họ mang lấy thẩm quyền của Chúa. One of the things I struggle for many many years. Một trong những điều mà tôi tranh chiến trong nhiều năm. Even when I was in ministry. Ngay cả khi tôi ở trong chức vụ. Was times of failure. Có những lúc tôi thất bại. When what I knew I should do. Khi tôi biết rằng tôi không nên làm. I didn't do. Khi tôi biết điều tôi nên làm thì tôi lại không làm. And as a young man. Rồi có một người trẻ nọ. I tried and tried and tried so hard to do what was right. Khi tôi còn trẻ, tôi đã cố gắng nỗ lực để làm theo ý của Ngài. But I didn't understand the key. Nhưng tôi không có hiểu được cái chìa khóa hay cái bí quyết. Obedience that is the fruit of discipline alone. Sự vâng lời chính là cái bông trái kỷ luật khi ở riêng. It's doomed to failure. It will fail. If the only reason we obey is because we have the strength of will to try, eventually we will fail. Bởi vì nếu mà cái sự vâng lời từ cái bông trái của việc kỷ luật thôi á thì chắc chắn nó sẽ thất bại. I want to give you a phrase. Tôi muốn cho quý vị một câu nói này. I think they're going to put it up on the screen. The love empowers the adoration and the adoration empowers the obedience. Tình yêu thương thì ban năng quyền để chúng ta tôn cao và sự tôn cao được ban năng quyền bởi sự vâng lời. But tragically the church has put that in reverse. Nhưng mà thực ra hội thánh đã đảo ngược lại.
Intimacy does not become the greatest pursuit. Bởi vì lúc này sự thân thiết không còn là điều quan trọng nhất nữa. Obedience is. They make obedience first. Họ đã chuyển đổi sự vâng lời phải trước. Obedience must be the overflow of a heart filled with worship and adoration. Bởi vì cái sự vâng lời nó phải được trôi, phải xuất phát từ một cái tấm lòng đầy tình yêu thương và thờ phượng tôn cao Ngài. I don't try to do what's right today because it's the legally right thing to do. Ngày hôm nay tôi không có nỗ lực để cố gắng làm điều đúng đó, bởi vì nếu chỉ cố gắng nỗ lực thì nó là cái gì đó mang tính luật pháp. I have a joy to please my father. Nhưng ngược lại, tôi có niềm vui để làm cha tôi vui lòng. It's an instinct of the heart. Cho nên cái điều rất là thu hút, rất là điều xuất phát từ trong lòng của chúng ta. And when you realize, và khi chúng ta nhận ra điều này, that you are born of his seed, thì khi chúng ta được sanh ra, được sanh lại bởi hạt giống của Ngài, and that you carry his DNA inside of you, và Ngài đặt để cái ADN của Ngài ở trong chúng ta, the love and adoration, thì tình yêu thương và sự tôn cao, tôn thờ Chúa germinates that seed, germinates the seed. Nó sẽ làm cho nảy mầm cái hạt giống đó. And obedience springs forth. Và lúc đó sự sẽ sản sinh ra một cái sự vâng lời. It's the automatic fruit of a heart that's in love with their father. Cho nên nó sẽ xuất phát từ một cái tấm lòng đầy tình yêu dành cho Chúa. So the reason why I've spent so long on this, the reason why I've spent so long on this one point, và lý do tại sao tôi dành thời gian nhiều để nói về vấn đề này, is because everything else depends on it. Bởi vì tất cả những cái chìa khóa khác nó xây nền tảng trên cái vấn đề này. You live life out of the conviction of who you are. Chúng ta sống cuộc đời của mình dựa trên cái điều chúng ta tin quyết rằng mình là ai. Children who are told from an early age that you're just stupid. Children that are told from an early age that they are not good. Những đứa con mà nó thường được nhận lấy những cái lời khi còn nhỏ là con ngu hay là không làm được cái gì, con không có ngoan. Will grow up believing that. Thì nó cũng sẽ kèm theo cái điều đó khi nó lớn lên. Nó and when they end up in a life of crime. Và nó dẫn đến một cuộc đời đầy những tệ nạn, phạm tội. That is just the fruit of who they believe themselves to be. Bởi vì nó thực ra chỉ là một cái bông trái của cái điều nó tin vào việc nó là ai khi còn nhỏ. I want you to see yourself as he does. I want you to see yourself as God sees you. Tôi muốn quý vị hãy nhìn vào chính mình theo cách mà Chúa nhìn chúng ta. It's not a matter of a Christian stamp that's placed on our religion card. Không phải là một cái mộc cơ đốc đóng lên trên người của mình là thôi. We're born again. Mà chúng ta thật sự được sanh We're lại. Filled with the Holy Spirit. Được đầy dẫy Thánh Linh. We have the seed of God within us. Chúng ta có hạt giống của Đức Chúa Trời ở bên trong chúng ta. And if we live in intimacy with him daily. Và nếu như chúng ta sống ở trong sự thân mật với Chúa mỗi ngày. And listen to his voice. Và lắng nghe tiếng phán của Ngài. The miracles will happen. Thì phép lạ sẽ xảy ra. The evangelism will happen. Thì việc truyền giáo sẽ xảy ra. Because that's the fruit of a fully surrendered heart. Bởi vì đó chính là bông trái của cái việc chúng ta hoàn toàn đầu phục Ngài. During the worship time, trong cái giờ thờ phượng, Pastor Samuel, I felt God saying that I had to speak to you about something. Rồi, Mục sư Lâm, tôi nghe Chúa phán và tôi sẽ nói điều này. I saw God giving you sons and daughters in the faith. Tôi thấy Chúa ban cho mục sư có những đứa con trai, con gái trong đức tin.
Because of your position and success, bởi vì cái vị trí của mục sư và cái sự thành công của mục sư, there will come those who are self-appointed, who qualify themselves in your eyes. Thì sẽ có những người mà trong mắt của mục sư họ đủ tiêu chuẩn phẩm chất. But you should look for the David and the Samuel. Nhưng mà mục sư cần phải tìm kiếm những David và Samuel. That's who God looks for. That's who God looks for. Đó là những người mà Chúa cũng tìm kiếm. The soft and gentle of heart. Là những người có tấm lòng mềm mại. They're moldable. Có thể nhào nặn được. And I just see in my spirit, và tôi thấy ở trong linh của tôi, this army of sons and daughters, thì cái đạo quân của những con trai con gái này, who are treating you like a spiritual father, thì sẽ xem như mục sư như là cha thuộc linh. And the grace that's on you comes on them. Và ân điển của một trên mục sư cũng sẽ đến trên họ. It's your greatest priority moving forward. The greatest priority moving forward. Bởi vì chính cái mà ân điển nó sẽ giúp cho chúng tiến lên phía trước. Discipling the next generation. Mà nó sẽ giúp chúng ta môn đồ hóa thế hệ tiếp theo. Brother Khan. Dạ, mục sư Khánh. I loved your preaching. Tôi thích cái sự giảng dạy của mục sư. When I was in worship, khi tôi ở trong giờ thờ phượng, the Lord also gave me a word concerning yourself. Thì Chúa cũng cho tôi một lời có liên quan đến mục sư. And it was to do with bringing to life those, it's like Ezekiel's bones. Thì giống như là Chúa sẽ khiến cho những cái hài cốt khô đó trở nên sống. Very different to what I saw for Samuel. Rất là khác với những gì tôi thấy cho mục sư Lâm. I saw Christian people that appeared dead and lifeless. Tôi thấy có những người cơ đốc nhân đến giống như là một người đã chết, không có sự sống. But God would give you a connection with them. Nhưng mà Chúa sẽ cho mục sư có một cái sự kết nối gì đó, liên hệ gì đó. And I can hear well-meaning people telling you, don't waste your time. Và tôi nghe nhiều người cũng nói với mục sư, nói là mục sư đừng có phí thời gian về điều đó. But you're going to breathe life into them. Nhưng mà mục sư sẽ đem hơi thở hà cái sự sống vào trong họ. And they're going to carry the power of the Holy Spirit. Và sẽ mang lấy quyền năng của Đức Thánh Linh. Don't wait until they look like it already. Don't wait until you see it already. Đừng có chờ cho đến khi mục sư thấy điều đó rồi mới làm. It's the Holy Spirit that will reveal them to you. Nhưng mà chính Thánh Linh sẽ bày tỏ cho mục sư những điều này. You have been very patient. Quý vị đã rất là kiên nhẫn. The clock says I have another 9 minutes. Tôi chỉ còn có 9 phút nữa thôi. Can you possibly take another 9 minutes? Mình có thể có thêm 9 phút nữa được không ạ? Number one was that we get a revelation of our true identity. Cái sự mặc khải nó đến từ cái nhân thân thật của mình. Number two, thứ hai, a discarding of discouragement, một cái loại bỏ cái sự nản lòng. Discouragement from the past, nản lòng thất vọng vì quá khứ, can restrain us as we move forward. Cái sự thất vọng về quá khứ nó có thể ngăn trở chúng ta tiến lên phía trước. The human mind evaluates what they can do by what they have been able to do in the past. Bởi vì cái tâm trí của con người á thì xem xét đánh giá những điều của tương lai mình không thể làm được
bằng những điều của quá khứ. And the power of discouragement và cái sức mạnh của cái sự nản lòng can be a crippling thing, can be a restraining thing. Nó có thể được That's right. I have been through many times of discouragement in the last 55 years. Tôi đã trải qua rất là nhiều cái sự nản lòng trong hơn 50 năm qua. But I have learned. Nhưng tôi đã học not to be anchored by it, not to be held back by it. Là không có bám chặt vào cái điều thất vọng này. I remember once when I was going through an experience that felt like a death experience to me and my ministry. Tôi có một cái trải nghiệm giống như là tôi thấy có một cái sự chết ở trong chức vụ của mình vậy. The church that I was pastoring at the time, hội thánh tôi quản nhiệm lúc bấy giờ, was split and divided by one of my good friends. Bị chia rẽ. And we lost our building. Và mất luôn cả cái tòa nhà của hội thánh. We lost our land. Chúng tôi mất luôn cả đất đai. Margaret and I lost our own home. Tôi mất luôn cả nhà của mình nữa. Everything that God had allowed us to build in 15 years. Mọi điều mà chúng tôi đã xây dựng cố gắng trong 15 năm đó. Was crumbling all around it. Thì nó đã rung động hết. And I don't know how I would have survived that. Và tôi không biết làm sao để mình có thể vượt qua sống sót được. Had it not been for the voice of the Lord, if it had not been for the voice of my father, nếu như không có lời của Chúa đến với tôi, telling me this next truth, và nói với tôi về cái lẽ thật mà tôi sẽ chia sẻ với quý vị. The commission of God does not die in the tomb. Đại mạng lệnh của Chúa không có chết ở trong mồ mả. It is empowered by the tomb. Nhưng mà nó lại được ban năng quyền bởi mồ mả. It is in the tomb that your authority for tomorrow is forged. Bởi vì ở trong mồ mả cái thẩm quyền cho tương lai nó được hình thành sản sinh. Your qualifications of kingdom authority. Your qualification of kingdom authority. Cái tiêu chuẩn cho chúng ta để có được thẩm quyền của vương quốc. Are not forged on the mountaintop, but in the valley. Nó không phải là đến từ ở trên núi cao mà là ở dưới chủng. It's how you handle adversity. Đó là cách chúng ta xử lý với những điều nghịch, trái nghịch với chúng ta. That creates the overcomer within you. Mà nó sẽ sản sinh ra cái điều ở bên trong mình. Jesus went into the tomb. Chúa Giêsu đi vào trong mồ mả. As an anointed carpenter. As an anointed empowered carpenter. Như là một người thợ mộc được sức dầu. And he came out the King of Kings and the Lord of Lords. Nhưng mà Ngài ra khỏi mồ mả với tư cách là Chúa muôn Chúa và Vua muôn Vua. Lazarus had a good testimony. Có một cái lời chứng tốt. He was the friend of Jesus. Ông là bạn của Chúa Giêsu. But his tomb. Nhưng mà cái mộ của ông. He was dead 4 days. Đó là ông chết trong mộ đã 4 ngày. And when he came out of the tomb, và khi ông ra khỏi mộ, he had a unique testimony. Thì ông có một lời chứng đặc biệt, độc đáo, khác biệt với những người khác. Can you just imagine? Chúng ta có thể hình dung được không? People are standing around swapping testimonies. Những người đứng xung quanh và họ nói, họ nghe lời chứng đó. Oh, I had a sore knee and Jesus healed me. Oh, tôi có một cái đầu gối bị đau và Chúa chữa lành cho tôi. I used to have bad headaches and Jesus healed me. Oh, tôi bị đau đầu và Chúa chữa lành cho tôi. And Lazarus just says, "Excuse me." Lazarus nói, xin lỗi mọi người. I was dead 4 days. Tôi là đã chết 4 ngày rồi. You can't argue with that. Chúng ta không thể nào tranh luận về cái điều đó được. The prophet Elijah.
Rồi tiên tri Eli, great prophet, một tiên tri vĩ đại, but he went into a tomb experience. Ông cũng trải qua một cái việc vào trong mộ. There was a time when he gave in to great discouragement. Có những cái lúc mà ông ở trong một cái sự nản lòng rất lớn. And he fled into the cave of discouragement. Ông bỏ chạy vào trong hang, ẩn mình ở đó. But he went into the cave as a prophet. Khi ông vào trong hang, khi là tiên tri. And he came out, và khi ra khỏi hang, as the appointer of kings, là người đã chỉ định người làm vua. His authority went to an entirely different level. Thì cái thẩm quyền của ông đã lên một cái mức độ hoàn toàn khác biệt. Your experiences of discouragement and contradiction, cái trải nghiệm của chúng ta về sự nản lòng hay cái sự mâu thuẫn, are not to crush you. Nó sẽ không để nghiền nát chúng ta. They are to cause you to be dependent on God's grace. Nhưng mà là để chúng ta dựa trên ân điển của Ngài. It's when we come back down to our knees. Và khi chúng ta quỳ gối một lần nữa. And we cry out. Và kêu cầu. Not some religious prayer. Không phải là những cái lời cầu nguyện mang tính tôn giáo. But the heart of one that desperately needs God. Nhưng mà từ tấm lòng của chúng ta khao khát Ngài. And it's in that moment that God knows. Và trong cái khoảnh khắc đó, Chúa biết. This is a broken heart. Đây là một tấm lòng tan vỡ. The pride's all gone. Những cái kiêu ngạo đó không còn nữa. I can now empower this one. Thì ngay lúc này tôi được ban năng quyền. Because I can trust them. Bởi vì Chúa có thể tin cậy họ. A fully surrendered heart. Một tấm lòng hoàn toàn đầu phục. The Bible says, Kinh Thánh nói, God will never despise. Chúa không bao giờ xem thường, khinh dễ đâu. As you have your time, break time, chúng ta sẽ có thời gian nghỉ giải lao. Say to two or three people, thì chúng ta hãy nói với hai hoặc ba người, did you know you're a son of God? Anh chị có biết rằng mình là con trai con gái của Chúa không? Do you realize you are actually his daughter? Ha, chị có thật sự biết là chị thật sự là con gái của Chúa không? When we use the term, khi chúng ta sử dụng cái thuật ngữ, cái từ brothers in Jesus, những anh em ở trong Chúa, it can get kind of religious. Nghe có vẻ mang tính tôn giáo quá. But Pastor Samuel is actually my brother. Mục sư Lâm là em trai của tôi á. We've got the same father's seed. Bởi vì có cùng hạt giống của cha mà. So when you embrace the person next to you, nên khi chúng ta đến với người kế bên mình, they are actually your brother. Thì chúng ta hãy đón nhận cái người kế bên mình là thật sự là anh em, chị em của chúng ta. They're your sister. Họ là chị em, là anh em thật của chúng ta. Lord bless you. Take a break, and we'll Chúa ban phước cho quý vị. Chúng ta nghỉ giải lao. Tôi tin rằng quý vị có giờ giải lao thật là tốt lành. The most important thing you can go home with after this meeting, một trong những điều mà chúng ta có thể trở về sau cái buổi nhóm hội nghị hôm nay, is knowing who you really are. Mà chúng ta sẽ thật sự biết rằng chúng ta thật sự là ai. You'll never be an orphan to God. Quý vị sẽ không bao giờ mồ côi đối với Chúa hết. I know I am repeating myself. Tôi biết rằng tôi đang lặp lại cái điều này. But good seed germinates when there's lots of showers of rain. Nhưng mà hạt giống nó sẽ nảy mầm khi mà có nhiều cơn mưa tuôn đổ. So for the next 20 days. Cho nên trong vòng 20 ngày tới. Wake up every morning. Mỗi sáng ngày thức dậy. Look in the mirror. Nhìn vào trong gương. And say, you're a son of your father. Và nói rằng bạn là con trai của Đức Chúa Trời. You're a daughter of your father. Bạn là con gái của Đức Chúa Trời. That's who I really am. Đó thật sự là con người của tôi.
So number one was a revelation of our identity. Cho nên thứ nhất đó là cái sự mặc khải về danh tính của chúng ta. Number two was putting the past discouragements behind us. Thứ hai đó là chúng ta loại bỏ cái sự nản lòng hay là đặt nó ở phía sau chúng ta. Realizing that it was in those times that God did a great work inside of us. Chúng ta cần nhớ rằng có những lúc Chúa sẽ hành động những cái điều lớn lao vĩ đại ở trong cuộc đời của chúng ta. The overcoming spirit và cái tinh thần thắng hơn is forged in times of adversity. Nó sẽ dành cho cái thời điểm mà chúng ta sẽ đối diện với nghịch cảnh. Your father has never allowed something in your life. Cha của chúng ta sẽ không bao giờ để cho phép điều gì đó trong cuộc đời của chúng ta that cannot empower you for the future. Mà nó không ban lại năng quyền cho chúng ta trong tương lai. And now we come to my third point. Và đây là điểm thứ ba của tôi. Well, I thought I was going to give my third point. Tôi nghĩ tôi sẽ nói điểm thứ ba. But Holy Spirit just spoke to me. Nhưng mà Thánh Linh mới phán với tôi. Jason. Is it Jason, is it? Yep. There's change coming. Chúa nói với tôi về mục sư Jason, có những sự thay đổi đang đến. The obvious choice is not the best choice. Cái lựa chọn rõ ràng chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. I can see you coming to a crossroads. Tôi thấy mục sư đang đi đến một cái ngã tư. And the main highway goes this way. Và một cái con đường cao tốc nó đi theo hướng này. And it's a great looking highway. Và it's a wonderful looking highway. Một cái đường cao tốc nó đi theo cái hướng đó. But there's this little narrow road that goes off to the left. Nhưng mà bên trái thì có một cái ngã rẽ, một cái con đường nhỏ hơn. But as you are in prayer, you feel to take that. Nhưng mà trong sự cầu nguyện, mục sư cảm thấy như mình sẽ đi cái con đường nhỏ này. And I can see good people telling you, no, take the big one. Tôi có thể thấy rằng có những người rất là tốt nói với mục sư rằng không, hãy đi con đường lớn. But what they do not understand. Nhưng họ không hiểu. That as you in obedience take the smaller road. Khi mục sư vâng lời và đi cái con đường nhỏ hơn. You turn a corner. Mục sư quẹo qua một cái góc. And it opens up into this huge great territory. Thì nó sẽ dẫn mục sư đến một cái vùng đất rất là lớn. And I see deposited all along the way. Và tôi thấy có những cái điều tích cực xảy ra trên cái con đường này. Miraculous deposits of provision. Có những cái dấu kỳ, những cái sự chu cấp kỳ lạ ở trên cái con đường này. But it took your courage and obedience to take that path. Nhưng mà để đi cái con đường này, mục sư phải can đảm và vâng lời. My third point, điểm thứ ba của tôi, is a willingness and desire for change. Đó là một sự sẵn lòng cũng như khao khát thay đổi. In Isaiah 43 verses 18 and 19. Ở trong Ê-sai đoạn 43 câu 18 và 19. I believe this is a prophetic, divinely appointed scripture for you today. Và tôi tin rằng đây là một cái câu kinh thánh thiên thượng mang tính tiên tri dành cho quý vị trong hôm nay. Verse 18. Câu số 18. Do not remember the former things. Đừng nhớ lại những việc đã qua. Do not consider the things of old. Cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước. And when you look into the original language, và khi chúng ta đọc ở trong cái ngôn ngữ gốc, that word consider, cái từ mà xem, means to give a great importance to. Nó có nghĩa là chúng ta cân nhắc, cái chữ cân nhắc nó có nghĩa là chúng ta xem xét một cách cẩn thận. God was saying, và Chúa đang nói, don't allow the past to dominate your expectations for the future. Đừng để quá khứ của chúng ta cai trị
hay là điều khiển cho cái mong đợi tương lai của chúng ta. If this is the beginning of a new era, nếu đây là khởi đầu cho một thời đại mới, then we must expect change. Thì chúng ta phải mong đợi sự thay đổi. We cannot just continue as we have already done. Chúng ta không thể nào tiếp tục làm điều mà chúng ta đã từng làm. Verse 19, câu số 19 says, "Behold, I will do a new thing." Này, ta sắp làm một việc mới. Now it shall spring forth. Bây giờ nó đang hiện ra, nó sẽ hàng tất. It didn't say 10 years from now. Nó không, ở đây không có nói rằng 10 năm tới. Again, I want to say, một lần nữa tôi muốn nói, that when I was praying for this gathering, khi tôi cầu nguyện cho cái hội nghị này, I believe God spoke to me prophetically. Tôi tin Chúa phán với tôi một cách tiên tri. This is not just a great gathering of Christians. Không phải chỉ là một buổi nhóm nào đó của cơ đốc nhân thôi. The unity in this room, bởi vì cái sự hiệp nhất ở trong căn phòng này, is birthing something in the spirit realm. Nó đang khai sinh một cái gì đó ở trong thế giới linh. And God doesn't want you to postpone your faith. Và Chúa không muốn chúng ta trì hoãn, do dự cái đức tin của mình. God doesn't want you to say, when it's more logical, we can do this. Chúa không có nói rằng khi mà nó hợp lý hơn thì chúng ta sẽ làm cái này. When we have more money, we can do that. Hay là khi mình có nhiều tiền hơn, mình sẽ làm điều đó. When I get more people, we can go there. Hay là mình khi có nhiều người hơn, mình sẽ đi đến nơi đó. Those are all human considerations. Đó là những cái sự cân nhắc của con người. And your human considerations are based on your past. Và cái sự cân nhắc của con người của chúng ta đó, nó dựa trên quá khứ của chúng ta. The most critical need right now. Và cái điều quan trọng, cái nhu cầu quan trọng nhất ngay lúc này, is for us to come before God. Đó là để chúng ta đến trước Chúa as our personal father. Như là cha của chính chúng ta. And believe that his voice, và tin rằng tiếng phán của Ngài, will speak into us, sẽ phán vào lòng chúng ta, things that are far greater than anything that we have ever known, về những điều mà nó vượt xa hơn tất cả những điều mà chúng ta đã từng biết. And this scripture goes on to say, và cái câu kinh thánh này tiếp tục, shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. We all know that that's impossible. Chúng ta đều biết điều đó là không thể. I've been in the desert. Tôi đã từng ở trong hoang mạc, sa mạc. And there are no rivers. Và ở đó không có con sông nào hết. I remember being in the outback of Australia once. Tôi nhớ một lần tôi ở tại Úc. And they had this bridge. Thì ở đó có một cái cây cầu bắc qua. And as we're traveling over this bridge, và khi tôi lái xe đi qua cái cầu này, there was nothing but dry dust everywhere. Thì không có gì hết, chỉ là cát khô, bụi cát ở đó thôi. I said, why have you got a bridge when there's nothing to have a bridge over? Tôi thắc mắc là tại sao có cây cầu mà bên kia hay là không thấy một cái gì, chỉ có bụi cát thôi. And he said to me, và Chúa phán với tôi, you want to see it when the rains come. Con sẽ thấy khi mà mưa đến. He said, once a year we get deluged in rain. Cứ mỗi năm một lần sẽ có những cái cơn mưa rất lớn. And that becomes a river. Và nó trở thành con sông ở đó. My friends, no matter how dry your environment is spiritually, nên anh em ơi, dù cho chúng ta đang khô hạn về thuộc linh thể nào, no matter how little money you may think you have, dù rằng chúng ta nghĩ rằng mình có một ít tiền như thế nào đi nữa, it does not limit him. Thì nó không có giới hạn Chúa. The more impossible the situation, cái hoàn cảnh càng không thể thế nào, the greater glory he gets. Thì vinh hiển càng thuộc về Ngài thế ấy. And because you're his son and his daughter, và vì anh em là con trai con gái của Ngài, he cares about all the little things as well as the big things. Và Ngài quan tâm đến tất cả những điều nhỏ hơn là những điều lớn nữa kìa.
Can I tell you a story? Tôi có thể kể cho quý vị một câu chuyện được không? My wife and I were in Switzerland in the middle of summer. Tôi và vợ của tôi vào một mùa hè nọ ở tại ở bên Thụy Sĩ. We were so hot. Lúc đó chúng tôi We were hot. Rất là nóng. The sun was shining. Bởi vì mặt trời đang chiếu. And my wife said to me. Và vợ tôi nói với tôi. Just imagine what this would be like in winter. Anh cứ hình dung cái hoàn cảnh hiện tại nó giống như mùa đông vậy đó. There would be snow everywhere. Sẽ có tuyết ở khắp nơi. We went to bed that night. Và tối hôm đó chúng tôi lên giường đi ngủ. And I had a little talk with my father. Và tôi có một suy nghĩ về cha của tôi. This is a true story. Đây là câu chuyện có thật. It's been written in a book. Nó được viết ở trong một quyển sách. I said to my father. Tôi nói với cha của tôi. You created everything in 6 days. Ngài tạo dựng tất cả trong 6 ngày. You can send me some snow. Ngài có thể đem tuyết đến cho con mà. And he said, và chú phán, it's the middle of summer. Bây giờ nó đang là giữa mùa hè. Con. And I said, that does not restrain you. That doesn't stop you. Và tôi nói, nhưng mà điều đó không có ngăn Chúa được. We went to sleep. Và tôi đi ngủ. Woke up the next morning. Sáng hôm sau thức dậy. Freezing cold. Tôi thấy rất là lạnh, muốn đóng băng luôn. And we pulled the curtains back. Và tôi kéo cái màn qua. Heavy snow. Có tuyết rất là lớn, rất là dày. So heavy that the branches were cracking off the trees. Nó dày, nó rơi rất là nhiều đến nỗi mà những cái cành cây nó phải gãy. And none of the locals could understand. Và những người ở địa phương đó họ không hiểu được. It can't possibly snow. Không thể nào có tuyết được. It's the middle of summer. Nó đang giữa mùa hè mà. And my father. Và cha của tôi. Was just smiling. Mỉm cười. You see, he's not limited. Chúng ta thấy ngài không bị giới hạn. He's not limited by what is natural. Ngài không bị giới hạn bởi những điều tự nhiên. He created the entire universe out of nothing. Bởi vì ngài tạo dựng nên cả vũ trụ này từ cái không có gì. We have got to increase our anticipation. Chúng ta cần phải gia tăng cái sự mong đợi của chúng ta. Can you say amen? Quý vị nói amen được không ạ? The point is, vấn đề ở đây, not to be bound by yesterday, chúng ta không để mình bị cột trói bởi ngày hôm qua, but to anticipate something miraculous in the future. Nhưng mà hãy mong đợi những cái điều lạ lùng xảy ra trong tương lai. But I have a question. Nhưng tôi có một câu hỏi. And that question, và cái câu hỏi đó, will determine the outcome. Nó sẽ quyết định cho kết quả. How many of you are hungry for God? Bao nhiêu ở đây trong quý vị đói khát Chúa? How many of you are hungry for increase? Bao nhiêu người ở đây quý vị khao khát cái sự gia tăng? The real question is, cái câu hỏi thật sự đó, is your hunger great enough to conquer your desire to stay in control? Đó là cái sự đói khát của quý vị có đủ mạnh để mà thắng hơn cái việc mình chỉ muốn ở trong cái nguyên trạng hay không? Lots of Christians cry out for the miraculous future. Bởi vì có rất nhiều Cơ Đốc nhân kêu cầu Chúa cho một tương lai đầy lạ lùng. As long as they can keep their hands on the steering wheel. Họ vẫn cứ tiếp tục đặt tay của mình ở trên cái bánh lái đó. Our surrender has to be unconditional. Nhưng mà cái sự đầu phục của chúng ta phải là không có điều kiện. When I was pastoring a church in New Zealand, chúng tôi biết mục sư ở tại New Zealand. I said publicly,
Tôi nói một cách công khai. I will never leave New Zealand. Tôi rồi đó nói rằng tôi sẽ không bao giờ rời khỏi New Zealand. Never. Không bao giờ. And then I made another statement. Và rồi tôi đó tôi đưa ra một cái câu khác. If I had to leave, nếu tôi phải rời, I would never live in Australia. Tôi sẽ không bao giờ sống ở Úc. And a little while later, và một khoảng thời gian sau, I said, if I have to go to Australia, tôi nói rằng nếu mà tôi phải đến Úc, I will never live in Melbourne. Tôi sẽ không bao giờ sống ở Melbourne. So guess where I live? Quý vị đoán thử coi tôi sống ở đâu? Melbourne. Tôi sống ở Melbourne. So I learned something. Cho nên tôi học được một điều. Never say never to him. Đừng bao giờ nói không bao giờ với Chúa. And when I realized that, khi tôi nhận ra điều này, I had a funny moment one morning. Thì một buổi sáng nọ tôi có một cái khoảnh khắc rất là mắc cười. I had never been to Hawaii. I had never been to Hawaii. Tôi chưa bao giờ đến Hawaii. So I said to my father one morning. Cho nên một buổi sáng nọ tôi nói với cha của tôi. I will never. Con sẽ không bao giờ. Never. Không bao giờ. Never go to Hawaii. Không bao giờ đến Hawaii. Within 6 months, I was in Hawaii. Chỉ trong 6 tháng, tôi thấy mình ở Hawaii. I've been there 8 times now. Bây giờ là tôi đã đến đó được 8 lần rồi. God takes your never as a personal challenge. Chúa xem cái không bao giờ của quý vị như là một cái thách thức riêng tư. When you say it's not possible, khi chúng ta nói không thể, it immediately gets his attention. Thì ngay tức thì chúng ta Chúa sẽ tập chú, Chúa sẽ chú ý đến. Because he wants to be seen as God Almighty. Bởi vì Ngài muốn chúng ta thấy Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. But we like to stay in control. Nhưng mà chúng ta thì thích là người kiểm soát. Take your hands off the steering wheel. Chúng ta hãy bỏ tay mình ra khỏi cái vô lăng. Mind you, that could be dangerous in this city. Nếu mà làm vậy ở Việt Nam chắc nguy hiểm. You'd end up killing about 50 cyclists, motorbikes. Làm như vậy chúng ta sẽ gây ra tai nạn chết người. I can just see Pastor Samuel. Tôi mới thấy một sự lầm. Getting up in the morning. Buổi sáng hôm nay. I will never have a building for 3,000 people. Thức dậy và nói rằng con không bao giờ thấy một cái tòa nhà cho 3,000 người. Yeah, yeah, yes is better. Yes is better. Maybe I just said something in humor that was actually a declaration. Có lẽ tôi nói đùa đó, nhưng mà nó như là một lời công bố. Our next point. Điểm kế tiếp của tôi. Here it is. A willingness to let go of unresolved issues. Sẵn sàng buông bỏ những vấn đề chưa được giải quyết. There are things in our lives. Có nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta. For which we will never see justice. Mà chúng ta sẽ không bao giờ thấy được sự cái sự công bằng. Some of you have been wounded in the past. Có lẽ nhiều người bị tổn thương bởi quá khứ, trong quá khứ. Maybe people have let you down in the past. Có lẽ trong quá khứ nhiều người làm chúng ta thất vọng. We have all had that. Tất cả chúng ta đều trải qua điều này. I want to say that forgiveness is part of moving forward.
Tôi muốn nói rằng sự tha thứ chính là một phần để chúng ta tiến về phía trước. You cannot let go of the past. Chúng ta không thể nào quên, buông bỏ quá khứ. Unless you forgive everybody in the past. Cho đến khi chúng ta tha thứ những người trong quá khứ. And that forgiveness must be unconditional. Và cái sự tha thứ đó phải là vô điều kiện. Amen. Amen. That was a short point. Đó là điểm ngắn thôi. Number five. Điểm thứ năm. An anticipation of Father's great miraculous favor. Mong đợi sự gia tăng về ân sủng diệu kỳ của Cha Thiên Thượng. His unmerited supernatural provision. Cái sự cung ứng một cách siêu nhiên của Ngài. God is going to ask some of you leaders. Chúa sẽ hỏi một số những người lãnh đạo. To take huge steps of faith in the next few years. To take big steps of faith in the next few years. Và Chúa sẽ muốn họ phải có một cái bước đi đức tin lớn trong vài năm tới. God is not limited. Bởi vì Chúa không bị giới hạn. To our local environment or the economy. Bởi hoàn cảnh hiện tại hay là bởi kinh tế của chúng ta. He's not limited to the ability of man. Ngài không bị giới hạn bởi những cái khả năng đó. He's sovereign. Bởi vì Ngài đang tể trị. He's sovereign. Ngài đang tể trị. Part of being a son or a daughter là một phần của việc trở thành con trai và con gái của Chúa. Is that you anticipate good things from a loving father? Đó là chúng ta mong đợi những điều tốt lành từ Cha Thiên Thượng. On your birthday as a child, khi chúng ta được sanh ra lúc còn nhỏ, you look forward to a present from dad. Vào cái ngày sinh nhật khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta mong đợi mình sẽ có những món quà. Father wants to us to anticipate his favor. Thì Cha muốn chúng ta mong đợi ân sủng của Ngài. Not according to what we have. Không có dựa theo những điều chúng ta có. Because human endeavor and hard work can multiply what you already have. Bởi vì với những cái công việc vất vả chịu khó của con người, chúng nó không thể nào nhân rộng những gì chúng ta có. God wants you to believe for that which you do not have. Bởi vì Chúa muốn chúng ta tin vào những điều mà chúng ta không có đó. That which is completely impossible to the human mind. Và nó là điều hoàn toàn không thể cho tâm trí của con người. Unless we're willing for change, trừ phi chúng ta sẵn sàng thay đổi, we will not embrace the largeness of what God wants to do. Thì chúng ta sẽ không bao giờ nắm bắt được cái điều lớn lao mà Chúa muốn làm. And I felt this phrase come to me. Và tôi cảm thấy một câu nói này đến với tôi. Imagine a wine skin. An old Hebrew wineskin. Chúng ta hình dung một cái bầu da cũ của người Do Thái. You cannot put 10 gallons of wine into a wineskin that can only take 5 gallons. Chúng ta không thể nào bỏ 10 cái gallon rượu vào trong một cái bầu da mà chỉ chứa được 5 gallon. So if our structures, nếu cơ cấu của chúng ta, the way we do church, cái cách chúng ta vận hành hội thánh, will only allow for this much, mà nó chỉ cho phép một cái khoảng nào đó. God won't give this much, thì Chúa không thể nào ban cái điều lớn hơn, because he knows so much of it would be wasted.
Bởi vì Ngài biết như thế thì sẽ lãng phí. When we talk about the need for change, khi chúng ta nói về cái nhu cầu thay đổi, we have to be willing, chúng ta cần phải sẵn sàng to look at church structure, sẵn lòng nhìn vào cơ cấu của hội thánh, ways of doing leadership, những cái cách mà chúng ta thi hành vai trò lãnh đạo, priorities, những cái ưu tiên của chúng ta, who are we discipling, rồi người mà chúng ta môn đồ hóa. Everything comes under the scrutiny of the Holy Spirit. Tất cả đều phải ở dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh. We're not doing life as normal. Chúng ta không có làm những cái điều trong cuộc sống này như bình thường. Which leads me into my other point. Và chính điều này đưa đến cái điểm kế tiếp mà tôi muốn nói. Which is the other than our identity in God, this is the most important. Chúng ta cần biết cái danh tính của chúng ta, cái nhân thân của chúng ta trong Chúa rất quan trọng. Once you have settled that He is your Father and you have a hunger to walk with Him in intimacy, khi chúng ta biết Ngài là Cha của chúng ta và bước đi trong sự thân thiết, thân mật với Ngài, this next point, thì cái điểm kế tiếp này is critical. Rất là quan trọng. Without this next point, nếu không có cái điểm kế tiếp mà tôi nói đây, Jesus could never have done any miracles. Thì Chúa Giêsu không có thể làm phép lạ nào hết. The miracles of the Old Testament and the New Testament, những phép lạ xảy ra ở trong Cựu Ước và Tân Ước, depended on this point. Nó lệ thuộc vào cái điểm này. They knew how to hear. Đó là chúng ta phải biết cách lắng nghe. The prophetic voice of the Holy Spirit. Tiếng phán mang tính tiên tri của Đức Thánh Linh. Why do I call it the prophetic voice of the Holy Spirit? Tại sao tôi lại gọi đó là tiếng phán mang tính tiên tri của Thánh Linh? Because the word prophecy means this. Bởi vì cái chữ tiên tri nó có nghĩa thế này. To make known the mind, will and intention of God. Đó là làm cho ý định và ý muốn của Chúa được biết. Jesus said he did nothing other than his Father revealed his will to him. Chúa Giêsu nói Ngài không làm được gì nếu mà Cha không bày tỏ ý muốn của Cha cho Ngài. How can we take steps of faith that are miraculous? Làm sao chúng ta có thể bước đi một bước của đức tin một cách diệu kỳ được, and completely impossible to man, mà là cái điều hoàn toàn không thể đối với con người đó, if we don't know that we have first heard the voice of the Holy Spirit, mà trước hết chúng ta không biết rằng mình đã nghe tiếng phán đó từ Thánh Linh. That's where the confidence of Jesus came from. Đó là điều mà Chúa Giêsu có sự tự tin. My friend in India, bạn của tôi ở Ấn Độ, 46,000 churches, mở 46,000 hội thánh, was not based on ability, nó không dựa trên cái khả năng, or some money people giving them lots of money, hay là những người mạnh thường quân hỗ trợ về tài chánh, just one word from God, nhưng mà là dựa trên một lời từ Đức Chúa Trời. Let me One of the most powerful things about the voice of God. Một trong những điều năng quyền về tiếng phán của Chúa. And even when a prophetic preacher is speaking on his behalf. Ngay cả khi tôi là người giảng mang tính tiên tri nói thay cho Chúa. The word when impregnated by the Holy Spirit. Thì cái lời đó cũng được Thánh Linh đem vào. Becomes a creative force within us. Nó trở thành một cái lực, một cái sự sáng tạo ở bên trong. In the beginning, ngay từ ban đầu, God spoke. Chúa phán. And as He spoke, và khi Ngài phán, He created. Ngài sáng tạo. Because every time God speaks, bởi vì mỗi lần mà Chúa phán, He creates whatever He has just said. Thì Ngài tạo nên cái điều mà Ngài mới phán. If we can but believe it in our hearts.
Nếu chúng ta tin ở trong lòng. Tell your story. Tôi kể quý vị câu chuyện này. I was on the east coast of Africa once. Một lần nọ tôi có ở bên phía bờ đông, phía bờ biển đông của bờ đông của châu Phi. And God woke me up one morning very early. Thì một buổi sáng nọ rất sớm, Ngài đánh thức tôi dậy. And my father said this. Và cha tôi nói thế này. If you will raise up a prophetic team to change nations. Nếu con dấy lên một đội tiên tri để thay đổi những quốc gia. I will give you a place to do it in. Thì ta sẽ cho con một chỗ để thực hiện điều đó. A property. Một cái vùng, một miếng đất. Instantly, ngay tức thì, I said yes. Tôi nói vâng. I didn't even know what it meant. Tôi không biết nó có nghĩa gì. But as I said yes, nhưng khi tôi nói vâng với Chúa, a picture flashed in front of my eyes. Thì có bức tranh hiện ra trước mắt tôi. I saw lawns, trees, and buildings. Tôi thấy có những bãi cỏ, có những cái cây, có những tòa nhà. An actual picture. Tôi thấy cái hình ảnh đó. I went back to Melbourne. Và khi tôi quay về Melbourne. And I spoke to real estate agents. Tôi nói với lại cái công ty bất động sản. I said, this is what it looks like. Go find it. Tôi nói cái miếng đất mà tôi tìm nó giống như thế này, hãy tìm giúp tôi. And for 18 months they kept showing me properties. Và trong vòng 18 tháng họ cho tôi xem những cái mảnh đất khác nhau. And some of them were really good. Và có một số mảnh đất nhìn rất là đẹp. But they were not the one he showed me. Nhưng nó không phải là cái mảnh đất mà Chúa cho tôi thấy. My faith was attached to what he had shown me. Bởi vì đức tin của tôi đã gắn chặt với điều mà Ngài bày tỏ cho tôi. I only had faith for what he had shown me. Tôi chỉ có đức tin cho cái điều mà Chúa cho tôi thấy. After 18 months, sau 18 tháng, the agent came to me one day. Thì cái người môi giới bất động sản đến. And she said, I found it. Và có một cô này nói với tôi đã tìm thấy. It's exactly what you've been describing. Chính xác giống như điều mà ông mô tả. And I said, wonderful. Và tôi nói tuyệt vời. And she said, và cô nói, no, it's not. Thực ra là không có. One, we've just sold it to somebody else. Bởi vì chúng tôi đã bán miếng đất cho người khác rồi. And two, it's worth a lot more money than your budget. Thứ hai là nó sẽ vượt quá cái ngân sách mà ông bỏ ra để mua. And I said, và tôi nói, both points are irrelevant. Cả hai điểm đó là không có phù hợp, không xác đáng. Just show me the property. Cứ cho tôi xem cái miếng đất đó đã. We drove down the driveway. Thế là chúng tôi chạy xe đến. The lawns. Chúng tôi thấy bãi cỏ. The trees. Những cái cây. The buildings. Thấy tòa nhà. Exactly what God had shown me. Chính xác như điều Chúa bày tỏ cho tôi. Exactly. Chính xác. So I turned to the agent. Cho nên tôi nói với người môi giới. I says, I'll buy it. Tôi nói tôi sẽ mua miếng đất này. And she says, what do you not understand? Và cô nói, ông không hiểu điều tôi nói hả? We have sold it to somebody else. Chúng tôi đã bán miếng đất này cho người khác rồi. And for a lot more money than you can afford. Mà nó rất là nhiều tiền hơn cái ngân sách của ông. And I said, và tôi nói, both points are irrelevant. Cả hai cái điểm này nó không có đúng, không có xác đáng tí nào. I said, I will buy this property and here's what I'll pay for it. Và tôi nói tôi sẽ mua miếng đất này và Chúa sẽ trả cho nó. And she said, that is such a ridiculous amount, I would never even ask them to sell it for that. Và cô nói rằng, tôi chưa bao giờ nghe cái lời nói của ai mà nó kỳ cục như vậy hết. 5 weeks later, thì 5 tuần sau, she rang back. Cô này quay lại. And she said, cô nói, the sale fell through. Thì cô nói rằng cái ông chủ đó cũng muốn bán cái miếng đất này.
But they listen. They originally put the property on the market 18 months ago. Và họ đã đăng bán cái miếng đất này cách đây 18 tháng. The exact moment that Father spoke to me in Africa. Thì đó là cái lúc chính xác lúc mà Chúa phán với tôi khi ở châu Phi. And she said they have sold it, but each time they sell it, the sale falls through. Và cô nói rằng mỗi lần mà họ định chốt bán cái giá đó thì nó lại tuột giá. And now they are so discouraged. Và bây giờ họ quá nản rồi. They're going to accept your offer. Nên họ sẽ chấp nhận cái giá ông mua. We have now been on that property for 18 years. Và bây giờ chúng tôi đã xây dựng ở trên cái miếng đất đó 18 năm rồi. And we have raised up a team and sent them out. Chúng tôi đã dấy lên nhiều đội và sai họ đi. Everybody celebrated. Mọi người đều ăn mừng. When we got the property. Khi chúng tôi mua cái miếng đất này. But my father celebrated. Nhưng mà cha của tôi ăn mừng. When he found somebody that would say yes. Khi ngài tìm thấy một người nói vâng với ngài. You see, you must understand this. Chúng ta cần phải hiểu điều này. When Father speaks prophetically to you. Khi mà cha nói điều gì đó một cách tiên tri với chúng ta. By the Holy Spirit. Bởi Đức Thánh Linh. Instantly when the words come out of his mouth. Ngay tức thì lời ra khỏi miệng ngài. Whatever he has said is created. Bất cứ điều gì ngài phán nó sẽ đem đến sự sáng tạo. My faith did not create anything. Đức tin của tôi nó không có tạo ra cái gì hết. It was already created. Bởi vì đã có một đấng sáng tạo. It was already fully supplied. Bởi vì đã có một sự chu cấp đầy đủ. The very moment he spoke it. Cái giây phút mà ngài phán. That I did with my faith and obedience. Tất cả mọi điều tôi làm ở đức tin của tôi và vâng lời. Was to draw it from the realm of his reality in the spirit into my realm of reality natural. Đó là để tôi lấy những điều thực tế ở trong thế giới linh của ngài đem về thực tế trong thế giới tự nhiên của tôi. Faith does not create. Đức tin không có tạo ra cái gì hết. Faith takes what Father has already done. Mà đức tin là nắm lấy những điều mà cha đã làm. And brings it into reality. Và đem nó vào trong thực tế. That's why Jesus said. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu phán. I can only do what I've seen my Father do. Ta chỉ có thể làm điều mà ta thấy cha ta làm. So what is the greatest need that we have? Vậy thì cái nhu cầu lớn nhất mà chúng ta có là gì? It's to see our Father's will and purpose. Đó là chúng ta nhìn thấy cha của chúng ta có mục đích. It's to hear the voice of the Holy Spirit. Đó là chúng ta nghe tiếng phán của Thánh Linh. I have challenged some leaders at times. Tôi đã thách thức nhiều lãnh đạo. When you have your board meeting, khi mà quý vị có buổi họp á, when you have your leadership meeting, khi quý vị có buổi họp những người lãnh đạo, when you have your planning meeting, khi mà quý vị có buổi họp để lên kế hoạch, what's first on the agenda? Thì cái điều ưu tiên là gì? Is it speaking or is it listening? Đó là nói hay là nghe? No matter how smart our leadership might be. Có thể dù chúng ta thông minh cỡ nào đi nữa, it is limited to what we can do. Thì nó vẫn giới hạn với những gì chúng ta có thể làm. But if we are hungry enough, nhưng mà nếu chúng ta đủ đói khát, and we listen to the prophetic voice of the Holy Spirit, và lắng nghe tiếng phán tiên tri của Thánh Linh, one moment of revelation, chỉ một khoảnh khắc sự mặc khải đó, can create that which is impossible. Có thể tạo nên những điều không thể. That's our greatest need. Đó là cái nhu cầu lớn nhất của chúng ta. Is to hear what is on the heart of our Father. Đó là lắng nghe
tấm lòng của Cha chúng ta. Can you say amen? Amen không ạ? Second Peter chapter 1, Phi-rơ nhì đoạn 1, verse 20, câu 20. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke directly from God as they were empowered by the Holy Spirit. Trước hết, anh em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người nào. Vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra từ Đức Chúa Trời. The greatest need we have in our leadership, cái điều cần lớn nhất mà chúng ta có trong cái vai trò lãnh đạo của chúng ta, is not the right qualifications. Không phải là chúng ta đủ cái tiêu chuẩn đúng theo là chính đáng. It's a listening ear, mà là cần một lỗ tai lắng nghe. So that we hear the creative voice of God, để chúng ta có thể nghe cái tiếng phán sáng tạo của Ngài. You can only walk forward with confidence. Chúng ta chỉ có thể bước tới với sự tự tin. When everything looks impossible, khi mọi thứ dường như không thể. When you know of a certainty you have heard a word from God, khi chúng ta biết chắc chắn chúng ta nghe từ nơi Chúa. That is the most powerful thing. Đó là điều năng quyền nhất. We talk a lot about passion. Chúng ta nói nhiều về cái sự đam mê nhiệt huyết của chúng ta. But without clarity of vision, nhưng mà nếu không có sự rõ ràng của sự mặc khải, we won't have passion. Thì chúng ta sẽ không có cái sự đam mê nhiệt huyết đó. Passion comes out of clarity of what God has said. Bởi vì cái sự đam mê nhiệt huyết nó đến từ cái sự rõ ràng mà chúng ta nghe Chúa nói. So clarity of vision always comes before passion. Cho nên cái sự rõ ràng về một khải tượng sẽ đem đến sản sinh ra sự đam mê nhiệt huyết. And passion comes before commitment. Và cái sự đam mê nó sẽ đến trước khi có sự cam kết. And commitment comes before pursuit. Và cái sự cam kết nó sẽ đến trước khi chúng ta có sự đeo đuổi. It all starts with a clarity. Tất cả đều bắt đầu từ cái sự rõ ràng. What God has said. Điều Chúa phán là gì? I've got a cabin on my property. I've got a wood cabin. Tôi có một cái có ngôi nhà bằng gỗ ở trong miếng đất của tôi. It's called Shiloh. Ở nơi đó gọi là Shiloh. Because Samuel always came back to Shiloh to hear the word of the Lord. Bởi vì Samuel luôn quay trở lại Silo để nghe tiếng phán của Chúa. Suggest to every single one of you. I want to suggest to every one of you. Tôi muốn đề xuất với mỗi một người ở đây. That you plan. Đó là quý vị lên kế hoạch. As part of your life. Một cuộc đời. Times of separation to hear the voice of God. Một cái thời điểm nào đó để chúng ta có thể nghe tiếng phán của Ngài. It's Adam and Eve all over again. Chúng ta thấy Adam và Eva walking with their father in the garden. Bước đi với Chúa, với Cha ở trong vườn. They ruled the planet. Họ cai trị đất này. Because they heard their father's voice. Bởi vì họ nghe tiếng phán của Cha. Now your garden, và cái vườn của chúng ta, might be a room. Có thể là một căn phòng. It might be a seat on a bus. Có thể là một cái chỗ nào đó trên chiếc xe buýt. It might be some place you know where to walk. Một cái nơi nào đó mà mình thường đi dạo. It's not about geography. Nó không liên quan đến vấn đề địa lý. It's about the hunger of our hearts. Mà nó liên quan đến sự đói khát trong tâm lòng chúng ta. To hear the voice of our Father. Vì muốn nghe tiếng phán của Cha.
I want to begin to close my time with you. Tôi sẽ kết thúc cái thời gian tôi có với quý vị. Let's just bow our heads, close our eyes for a moment and forget about everybody else in the room. Chúng ta hãy cúi đầu, nhắm mắt lại, quên những người ở xung quanh mình đi. I want you to put aside every other thought that you have right now. Tôi muốn quý vị gạt bỏ đi những cái ý tưởng mà chúng ta có ngay lúc này. And pray sincerely from your heart. Và hãy cầu nguyện cái điều gì đó hơi ngớ ngẩn trong lòng chúng ta. Father, give me a revelation of your fatherhood and my sonship. Cầu nguyện rằng một cách thành thật trong lòng rằng Chúa ơi, Ngài phán với con, Ngài là cha của con. We have not because we ask not. Chúng ta không có vì chúng ta không cầu xin. God, give me a new hunger. Chúa ơi, xin cho con một sự đói khát mới. That should be the cry of your heart. Đó phải là điều kêu cầu, kêu khóc trong lòng quý vị. My God, that I might know you. Đó là để con được biết Ngài. That I might walk with you. Để con có thể đồng đi với Ngài. That I might hear your Holy Spirit. Để con có thể nghe tiếng của Thánh Linh. Only as we hear his voice. Chỉ khi chúng ta nghe tiếng của Ngài. Will we have confidence to embrace the future. Thì chúng ta mới có tự tin để nắm bắt tương lai. Why don't you take one minute and ask him for a new revelation of his fatherhood. Hãy dành một phút để cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta một sự mặc khải mới về vai trò làm cha của Ngài. Do that right now. Hãy cầu nguyện đi quý vị. God will answer the heart that is hungry. Chúa sẽ đáp lời cho những tấm lòng đói khát. And fully surrendered. Và hoàn toàn đầu phục. I believe with all my heart. Tôi tin với cả lòng của mình. That God has a great harvest for this nation. Đó là Chúa có một mùa gặt lớn vĩ đại cho quốc gia này. And it is so much greater than anything we could imagine. Và nó lớn hơn tất cả những gì chúng ta có thể hình dung. That's why only he can reveal it to us. Đó là lý do mà chỉ có Ngài mới bày tỏ cho chúng ta được. It's been a great privilege to be with you. It's been a great privilege to be with you. Thật là một đặc ân lớn được ở đây cùng với quý vị. Although this is a great accomplishment, dù rằng chúng ta đã làm được nhiều điều đó, it's small, it's just small, nhưng mà nó chỉ là nhỏ bé compared with what now lies ahead, so với những điều của tương lai. Never be satisfied for just enough. Đừng bao giờ thỏa lòng với những điều vừa đủ. God loves the millions that are in this nation. Bởi vì Chúa yêu thích, Chúa yêu thương hàng triệu người ở trong quốc gia này. And our faith must be large enough to believe for them. Và đức tin của chúng ta phải đủ lớn để tiếp nhận những con người này. And it all starts with you. Và nó bắt đầu bằng chính quý vị. One fully surrendered. Một người hoàn toàn đầu phục. Son and daughter who know their father's voice. Là những con trai con gái biết cha một cách riêng tư. God bless you. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Quá tuyệt vời phải không quý vị? Một lần nữa chúng ta dành một tràng pháo tay để cảm ơn mục sư David. Sáng nay khi mục sư David chia sẻ sứ điệp phần 2 thì để lại cho chúng ta một cái điểm nhấn: never. Phải không quý vị? Giúp cho chúng ta có thêm một cái định nghĩa về cái chủ đề của đại hội của chúng ta. Bứt phá
có nghĩa là never say never to God. Yeah. Bứt phá có nghĩa là đừng bao giờ nói không bao giờ với Chúa. Chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta hãy quay qua người bên trái bên phải và chúng ta nói câu đó: đừng bao giờ nói không bao giờ với Chúa. Nhìn thẳng vào gương mặt người đó, nói như là một lời nhắc nhở, cảnh tỉnh. Đừng bao giờ nói không bao giờ với Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời không có sự giới hạn. Bất năng đối với chúng ta thì đấng toàn năng có thể làm được mọi sự. Một lần nữa chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay thật lớn để cảm tạ ơn Ngài, tôn cao danh của Ngài, chúc tụng danh Ngài. Cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa những điều tuyệt vời Chúa đã ban cho chúng con trong buổi sáng hôm nay. Con tin rằng những thời giờ tiếp theo trong ngày hôm nay, Đức Thánh Linh tự do vận hành giữa vòng chúng con, và Ngài đang dùng lời của Ngài qua các đầy tớ của Chúa để nói vào lòng của chúng con những điều chúng con đang cần, những điều chúng con cần có cho hành trình tiếp theo sắp tới. Vinh hiển thuộc về Cha, chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời quý vị đồng an tọa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.